Nếu mà bố mẹ ly hôn thật, chị sẽ ở với bố. Sao lại thế? Chị bảo chị thích mẹ Khánh hơn cơ mà. Thì chị ở với bố để cho bố đỡ buồn. Bác thương với bà chỉ làm bố buồn thôi. Thế hai chị em mình không ở nhau nữa à? Thì em biết chơi với ai bây giờ? Ly hôn rồi thì làm sao với chơi với nhau ở cùng nhau được nữa? Mà sao biết ly hôn là gì không? Em không biết. Ly hôn là chia con, chia tiền, chia nhà, cái gì cũng chia hết. Thì đừng ly hôn nữa, ở cùng nhau mới vui chứ. Hay là hai chị em mình đi tìm bố đi, bảo bố bố đừng ly hôn nữa nhá. Sao ngốc, anh làm gì làm như thế được. Nhưng mà chị ước như thế. Mẹ thấy con mệt rồi, đi ngủ đi. Mẹ ơi, Sam với So chúng nó đang bàn nhau xem là đứa nào ở với bố, đứa nào ở với mẹ. Con đau lòng quá mẹ. Nhìn thấy mày thế này, mẹ cũng đau lòng lắm. Sao lại khổ thế hả trời? Rõ ràng là con tôi bị oan cơ mà. Mà này, mẹ thấy thằng Đức nó lạ lắm. Nó nói vậy, chứ mẹ nghĩ là nó không phải là người nói dứt là dứt ngay được đâu. Hay là hai đứa còn có khúc mắc chỗ nào không? Con thử xem đi. Con cũng nói nhiều rồi, cũng hỏi nhiều lần rồi mẹ, không có kết quả gì đâu.